Trạm thu phí An Sương, An Lạc sẽ bố trí 2 làn thu phí tự động cho mỗi chiều lưu thông. Các làn còn lại áp dụng thu phí hỗn hợp. Với hình thức này, các xe chỉ mất khoảng 0,3 giây để có thể qua trạm. Vì vậy, hệ thống thu phí tự động được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh thời gian phương tiện khi qua trạm, góp phần giảm ùn tắc trên tuyến quốc lộ 1A. Thẻ e-tax sẽ được dán miễn phí tại trạm thu phí An Sương, An Lạc, điểm dịch vụ VETC và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Để nạp tiền vào tài khoản, quý khán giả cũng có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến tại nhiều kênh khác nhau. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vetc.com.vn để tìm hiểu thêm thông tin về các trạm thu phí tự động trên cả nước.